quý chủ tọa, quý vị đại biểu cùng các quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Em xin tự giới thiệu, em là bác sĩ Phạm Hồng Cảnh, em vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú của bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại em đang công tác tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội và hôm nay em xin trình bày cái đề tài nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và thể tích khí vết thủng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên các lớp vi tính đa dãy. Với nhóm nghiên cứu là bác sĩ Phạm Hồng Cảnh, bác sĩ Vũ Thành Trung và giáo sư Phạm Minh Thông. Bài trình bày của em gồm các phần: thứ nhất là đặt vấn đề, thứ hai là tổng quan, thứ ba là đối tượng phương pháp nghiên cứu, tư là kết quả bàn luận, kết luận và khuyến nghị. Về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là cái bệnh là bệnh lý có thể phòng ngừa và điều trị được và được đặc trưng bởi sự hạn chế thông khí không hồi phục. Sự hạn chế thông khí này thì tiến triển từ từ và liên quan đến sự tăng phản ứng viêm mãn tính của đường dẫn khí và nhu mô phổi với các phân tử nhỏ và các khí độc hại. Và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân tử vong đứng thứ tư trên thế giới và gây ra nhiều gánh nặng trên về kinh tế cũng như là xã hội, và đã có rất nhiều nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh, đặc điểm dịch tễ, yếu tố nguy cơ lâm sàng và cận lâm sàng, chẩn đoán và điều trị. Và nghiên cứu trên các lớp vi tính thì được thực hiện bởi các hội chẩn đoán hình ảnh của châu Âu và cũng như hội lồng ngực Mỹ và nhiều hội chẩn đoán hình ảnh trên toàn thế giới. Và chúng tôi tiến hành nghiên cứu với hai mục tiêu, đó là thứ nhất là mô tả các đặc điểm hình ảnh tổn thương phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên các lớp vi tính đa dãy, và mục tiêu thứ hai là đánh giá liên quan thể tích khí vết thủng trên các lớp vi tính đa dãy với một số chỉ số chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đây là bệnh nguyên nhân tử vong đứng tư trên thế giới, và để ước tính đến năm 2020 đây là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba. Và các yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đứng đầu tiên đó là thuốc lá, và yếu tố nguy cơ khác đó là ô nhiễm không khí, nhiễm trùng hô hấp và cũng như là các yếu tố khác như là gen. Và có hai cơ chế tổn thương chính trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đấy là cái viêm phế quản mãn tính và cái tổn thương khí vết thủng, và các cái tổn thương này có thể nhận biết được trên các lớp vi tính đa dãy. Và về chẩn đoán của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì dựa trên triệu chứng lâm sàng và chỉ số chức năng hô hấp, thì lâm sàng có khó thở, ho khạc đờm kéo dài, tiền sử có cái yếu tố nguy cơ, và trên chỉ số chức năng hô hấp thì chỉ số FEV1 trên FVC là phải nhỏ hơn 70%, và người ta phân loại giai đoạn của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo gôn thì có 4 giai đoạn là gôn 1, gôn 2, gôn 3, gôn 4, tương ứng với FEV1 lớn hơn 80%, FEV1 từ 50-79%, FEV1 từ 30-49% và FEV1 nhỏ hơn 30%. Và cái tổn thương khí vết thủng là cái tổn thương cơ bản hay gặp ở trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và định khí vết thủng hay còn gọi là giãn phế nang thì được định nghĩa là cái tổn thương căng giãn thường xuyên và phá hủy không hồi phục ở cái thành ở qua cả khoảng chứa khí dưới phế quản tận và thường kèm theo phá hủy thành và không kèm theo sơ hóa. Và trên các lớp vi tính thì khí vết thủng được nhận biết bởi các cái vùng có tỷ trọng thấp với những cái thành tổn thương không rõ. Và tổn thương khí vết thủng trên các lớp vi tính thì được phân loại thành ba loại, đó là khí vết thủng trung tâm tiểu thùy, khí vết thủng thể cạnh vách và khí vết thủng thể toàn bộ tiểu thùy. Đấy là theo phân loại của tác giả Smith năm 2014. Và các lớp vi tính có vai trò rất quan trọng trong cái bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này. Thứ nhất là về các lớp vi tính có vai trò phát hiện chính xác các cái tổn thương khí vết thủng, đánh giá chi tiết đặc điểm hình ảnh cũng như là có thể định lượng được cái tổn thương này. Và các lớp vi tính có vai trò thứ hai là định hướng phương pháp điều trị phù hợp, như là điều trị nội khoa hoặc điều trị can thiệp hoặc là điều trị phẫu thuật nhằm mục đích là làm giảm cái thể tích phổi, làm giảm thể tích vùng khí vết thủng không có chức năng hô hấp. Và các lớp vi tính đa dãy còn vai trò phát hiện các khí vết thủng ở giai đoạn sớm, giúp ngăn chặn cái rối loạn thông khí tắc nghẽn bằng cách là bỏ hút thuốc lá hoặc là thực hiện các can thiệp y tế. Ngoài ra thì các lớp vi tính có đánh giá các cái tổn thương kèm theo các bệnh đồng mắc như là tổn thương phế quản, tổn thương mô kẽ và tổn thương đông đặc khác. Và cái nghiên cứu về cái đặc điểm hình ảnh cũng như định lượng cái khí vết thủng đã được thực hiện bắt đầu từ năm 1984 bởi tác giả Hayes và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu về cái đặc điểm giãn phế nang hay khí vết thủng ở trên các lớp vi tính, và tác giả Zevenois và cộng sự đã nghiên cứu đối chiếu cái tổn thương các khí vết thủng trên các lớp vi tính và giải phẫu bệnh, và tác giả đã đưa ra kết luận rằng là cái giá trị tỷ trọng âm 950 Hopfield trên cái lớp vi tính ở cái thì hít vào là cái giá trị ngưỡng để xác định là cái vùng tổn thương của khí vết thủng. Và ở năm 2006 thì tác giả Fujimoto và cộng sự đã phân loại kiểu hình
của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thành 3 loại kiểu hình là kiểu hình A, kiểu hình E và kiểu hình M. Kiểu hình A tức là kiểu hình tổn thương chủ yếu là tổn thương ở cái thành phế quản và ít kèm theo khí vết thủng và tỷ lệ phần trăm khí vết thủng trên toàn bộ phổi là nhỏ hơn 5%. Kiểu hình E là kiểu hình tổn thương khí vết thủng là chủ yếu và kiểu hình M là kiểu hình mix tức là hỗn hợp cả tổn thương phế quản và tổn thương của giãn phế nang. Và để nghiên cứu về cái định lượng giãn phế nang hay khí vết thủng thì năm 1982 tác giả Goldapp đã đưa ra cái chỉ số đánh giá khí vết thủng, tuy nhiên là bằng mắt thường và chưa có cái khả năng định lượng chính xác tổn thương. Và năm 1917 tác giả Mohamed đã ứng dụng cái chỉ số Goldapp này trong việc định lượng khí vết thủng và với cách chia phổi thành 6 phần, 6 vùng khác nhau. Mỗi phổi được chia thành 3 vùng và ba vùng trên, giữa và dưới, và tác giả đã sử dụng cái chỉ số Goldapp của từng vùng một để đánh giá cái mức độ nặng của khí vết thủng với các mức độ là tỷ lệ phần trăm khí vết thủng nhỏ 5%, tương ứng với 0 điểm, từ 5 đến 25% là 1 điểm và 25 đến 50% là 2 điểm, 50 đến 75% là 3 điểm và trên 75% là 4 điểm, và tổng điểm của 6 vùng này được tính từ 0 đến 24 điểm và chia thành các mức độ bình thường, nhẹ, vừa và nặng. Và hiện nay thì trên chưa có, trong nước thì hiện chưa có nghiên cứu nào đánh giá về cái cắt lớp vi tính cũng như định lượng thể tích phổi ở bệnh nhân khí vết thủng, ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, là địa điểm nghiên cứu của chúng tôi là khoa chẩn hình ảnh và trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, và thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017. Và tiêu chuẩn chọn mẫu là những bệnh nhân được chẩn đoán xác định là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và có kết quả đo chức năng hô hấp, có khả năng thực hiện đúng các cái hướng dẫn trước khi tiến hành chụp cắt lớp vi tính. Và tiêu chuẩn loại trừ là những bệnh nhân là có bệnh gây ảnh hưởng đến khả năng hít thở cũng như ảnh hưởng đến thể tích phổi như là suy hô hấp, các bệnh tim mạch, thận nặng hay gây tràn dịch màng phổi, các khối u phổi, các tổn thương đông đặc xẹp phổi lớn hơn 3 cm và các bất thường màng phổi, khoang màng phổi. Và loại trừ thứ hai, tiêu chuẩn loại trừ thứ hai là bệnh nhân không có khả năng thực hiện các hướng dẫn. Và cái cỡ mẫu nghiên cứu của chúng tôi là 50 bệnh nhân, gồm có 44 bệnh nhân nam và 6 bệnh nhân nữ. Thiết kế nghiên cứu là mô tả cắt ngang tiến cứu, chọn mẫu không xác suất, và phương tiện nghiên cứu là hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 64 và 128 dãy của hãng Siemens được sử dụng tại khoa chẩn hình ảnh bệnh viện Bạch Mai, và với trạm xử lý là single VR với phần mềm là Panmo 3D để xử lý hình ảnh và hồ sơ bệnh án nghiên cứu. Thì quy trình chụp là chụp đầu tiên là chuẩn bị bệnh nhân tập thở trước khi chụp, chụp xoắn ốc lấy đảm bảo lấy hết đỉnh phổi và độ dày lát cắt 5 mm, tái tạo 1 mm, tiến hành chụp 2 lần, cuối thì hít vào sâu và cuối thì thở ra hết sức, và xử lý hình ảnh bằng phần mềm Panmo 3D. Đây là cái hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy của một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được xử lý trên phần mềm Panmo 3D. Cái hình thứ nhất là hình ảnh cắt ngang của cái trên cắt lớp vi tính, có thể nhận thấy là các cái vùng dạng các vùng tỷ trọng thấp mà mình nhìn bằng mắt thường có thể là khó xác định, đây là những vùng giãn phế nang, và trên cái phần mềm Panmo 3D nó sẽ định vị cho mình những cái vùng nào là vùng giãn phế nang, là những vùng màu xanh, đây là những vùng có tỷ trọng âm nhỏ hơn âm 950 Hauffield, là những vùng được định xác định là giãn phế nang. Và sau khi xử lý hình ảnh này thì phần mềm Panmo 3D này đưa cho mình một cái bảng tổng kết để xác định với việc phân chia các thùy phổi. Phổi trái gồm có 2 thùy trên và dưới, thùy phổi phải gồm có 3 thùy trên, giữa và dưới, và cho ra thể tích của từng phổi, thể tích của giãn phế nang của từng thùy phổi. Đây. Với bệnh nhân này thì đây cho ra cái chỉ số, ví dụ như 30,3% là thể tích giãn phế nang toàn phần của bệnh nhân. Và phần mềm số liệu được phân tích và xử lý bằng phần mềm Stata 12.0 và đánh giá mức độ tương quan theo mức độ là R nhỏ 0.3 là tương quan yếu, R 0.3 0.5 là tương quan trung bình, R 0.5 0.7 là tương quan chặt chẽ và R lớn 0.7 là tương quan rất chặt chẽ. Và các thuật toán thống kê với độ chính xác 95%. Kết quả và bàn luận. Thứ nhất là về các đặc điểm của các đối tượng nghiên cứu thì tỷ lệ bệnh nhân nam là chiếm 88% và 12% là bệnh nhân nữ. Và độ tuổi trung bình của bệnh nhân nam là 64,77 cộng trừ 10,31 tuổi, nữ là 70,5
cộng trừ 4,97 tuổi. À, và đây là cái số lượng số bao năm thuốc lá mà thuốc lá của bệnh nhân của đối tượng nghiên cứu ở nam là 17,75 cộng trừ 9,56, ở nữ là 0,83 cộng trừ 1,33 bao năm. Phân loại đối tượng nghiên cứu theo giai đoạn của GOLD thì có 25 bệnh, tức là 25 bệnh nhân thuộc nhóm GOLD 2, tức là 50% thuộc nhóm GOLD 2, 32% bệnh nhân thuộc nhóm GOLD 3 và 18% ở nhóm GOLD 4. Đây là đặc điểm hình ảnh tổn thương phổi của bệnh nhân trên cắt lớp vi tính. Thì đây là các cái loại giãn phế nang hay là loại khí phế thủng. Trên các lớp vi tính thì cái loại thứ nhất là loại trung tâm tiểu thùy đơn thuần. Thì cái loại này chiếm tỷ lệ số lượng lớn nhất với 30%, chiếm tỷ lệ 60%. Và cái loại thứ hai là cái loại trung tâm tiểu thùy và cái thể cạnh vách chiếm tỷ lệ 30%, và các loại khác thì chiếm tỷ lệ ít hơn. Và cái tỷ lệ các loại khí phế thủng hay giãn phế nang này của trong nghiên cứu của chúng tôi tương đối phù hợp với nhiều nghiên cứu trên thế giới. Tuy nhiên thì khi cũng có một số nghiên cứu có sự khác biệt, ví dụ như nghiên cứu của tác giả Smith và cộng sự thì nhận thấy là có sự khác biệt giữa tỷ lệ của các cái phân loại của các loại giãn phế nang khác với trong nghiên cứu của chúng tôi. Bởi vì lý do thứ nhất là cái trong nghiên cứu của chúng tôi số lượng bệnh nhân ít hơn, và thứ hai là cái phân bổ cái phân loại cái độ tuổi cũng như là các cái đặc điểm về dịch tễ cũng như là lâm sàng triệu chứng khác so với những nghiên cứu của tác giả khác. Tuy nhiên thì có một điểm chung là cái tỷ lệ của cái giãn phế nang trung tâm tiểu thùy và cái thể giãn phế nang trung tâm tiểu thùy kết hợp với thể cạnh vách thì chiếm tỷ lệ tương đối cao. Đây là đặc điểm của những cái tổn thương phổi kèm theo của trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên các lớp vi tính. Cái loại tổn thương phổi kèm theo hay gặp nhất là cái tổn thương tổ chức kẽ, chiếm tỷ lệ kèm theo tới 74% trong tất cả các bệnh nhân, và cái tổn thương khác thì ít gặp hơn. Khi đánh giá tương quan của cái tỷ lệ phần trăm thể tích khí phế thủng trên tỷ lệ phần trăm khí phế thủng trên các thùy phổi thì nhận thấy là khí phế thủng tập trung chủ yếu ở thùy trên của phổi phải cũng như phổi trái, và tỷ lệ phần trăm khí phế thủng cao hơn ở các cái thùy này, thùy trên của hai phổi. Và tỷ lệ phần trăm khí phế thủng theo các nhóm GOLD, GOLD thì theo cái tỷ lệ phần trăm khí phế thủng theo tăng dần theo mức độ nặng theo phân loại GOLD, và sự khác biệt của cái tỷ lệ phần trăm này có ý nghĩa thống kê với p nhỏ hơn 0,05. Và chúng tôi cũng tiến hành phân loại cái tổn thương khí phế thủng ở trên các lớp vi tính theo cái phân độ GOLDAT mà chúng tôi đưa ra từ đầu, thì nhận thấy là có 20% bệnh nhân thuộc nhóm GOLDAT nhẹ, tức là 1 đến 7 điểm, 80% bệnh nhân thuộc nhóm GOLDAT vừa, và không có bệnh nhân nào thuộc nhóm GOLDAT nặng. Và chúng tôi cũng tiến hành đối chiếu so sánh của cái phân loại kiểu hình trong nhóm trong đối tượng nghiên cứu chúng tôi với nghiên cứu của Fujimoto năm 2016, thì nhận thấy là trong nghiên cứu chúng tôi thì có 28% bệnh nhân thuộc nhóm kiểu hình M, tức là kiểu hình hỗn hợp, và 72% thuộc nhóm kiểu hình E, tức là kiểu hình tổn thương chủ yếu là giãn phế nang và ít kèm theo tổn thương thành phế quản. Còn trong nghiên cứu của tác giả Fujimoto thì có 51,7% tổn thương bệnh nhân ở nhóm kiểu hình E, 25,6% bệnh nhân thuộc kiểu hình M và 22,7% bệnh nhân thuộc nhóm kiểu hình A. Sở dĩ có cái sự khác biệt này bởi vì số lượng bệnh nhân của chúng tôi là ít hơn bệnh nhân Fujimoto, và do đó cái nhóm kiểu hình A là không có bệnh nhân nào. Tuy nhiên có sự tương đồng là cái nhóm kiểu hình mà khí phế thủng chủ yếu, tức là kiểu hình E, vẫn là chiếm tỷ lệ cao nhất trong cái nhóm, trong cái phân loại kiểu hình này. Và khi đánh giá tương quan của tỷ lệ thể tích khí phế thủng với các cái chỉ số chức năng hô hấp như là FEV1 hay FEV1 trên FVC thì nhận thấy là tỷ lệ phần trăm khí phế thủng của toàn phổi có từ mối tương quan yếu với cái các chỉ số FEV1 và FEV1%, với cái chỉ số R là 0,42 và 0,31. Tuy nhiên khi tiến hành so sánh tỷ lệ khí phế thủng ở trong các thùy phổi với cái chỉ số FEV1 và FEVC thì nhận thấy là thùy trên phổi phải là cái vùng có tỷ lệ có mối tương quan cao nhất với cái chỉ số FEV1 trên FEVC. Điều này
cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu trên thế giới xác định là tổn thương của thùy trên phổi phải có mối tương quan cao với các cái chỉ số này, bởi vì liên quan đến mức độ thông khí của cái đặc điểm của thùy trên cũng như là cái mức độ biến động của chỉ số FFV1 và FFV1 trên FVC khác nhau. Cái biên động của FFV1 cao hơn cho nên là cái sự thay đổi và mối tương quan khi tổn thương phổi thay đổi thì nó cao hơn so với cái FFV1 trên FVC, và cái sự dao động của FFV1 trên FVC ở bệnh nhân với các tắc nghẽn mãn tính ở các mức độ nặng khác nhau thì thay đổi cũng không quá nhiều. Và nghiên cứu của chúng tôi thì không có sự tương đồng với nhiều nghiên cứu trên thế giới. Ví dụ như nghiên cứu của tác giả Nakano thì cho cái hệ số tương quan của hai các chỉ số tỷ lệ phần trăm khí vết thủng với chỉ số FFV1 và FFV1 trên FVC lần lượt là âm 0,529, âm 0,65. Của tác giả Akira 59 là âm 0,659 và âm 0,72, và nhiều tác giả khác đều cho cái kết quả là có mối tương quan tương đối trung bình và chặt. Tuy nhiên thì cũng có nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cố gắng đi tìm cái mối tương quan này cũng không thể đi tìm được cái mối tương quan. Do đó thì có thể thấy là nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng không có sự tương đồng trong việc mối tìm thấy mối tương quan giữa cái chỉ số tỷ lệ phần trăm khí vết thủng với cái chỉ số chức năng hấp. Và nghiên cứu chúng tôi là tìm thấy mối tương quan yếu và chỉ có mối tương quan của thùy trên phổi phải là với các cái chỉ số chức năng hấp là mối tương quan trung bình. Và chúng tôi cũng tiến hành tìm mối liên tương quan tỷ lệ thể tích khí vết thủng với chỉ số FVC1 và FVC ở các cái kiểu hình, thì nhận thấy là trong cái kiểu hình E thì có mối tương quan trung bình ở giữa chỉ số FVC1 với cái tỷ lệ phần trăm khí vết thủng và tương quan yếu trong cái với chỉ số FVC1 trên FVC. Và cái này cũng phù hợp với các nghiên cứu khác. Người ta giải thích là trong nhóm kiểu hình E thì cái tổn thương khí vết thủng là tổn thương chủ yếu và tổn thương thành phế quản là ít hơn. Do đó, để đánh giá mối tương quan giữa khí vết thủng và cái chỉ số chức năng hấp thì trong nhóm kiểu hình E nó tương quan hơn, bởi vì nó đánh giá được toàn bộ cái tổn thương giãn phế nang mà không chịu sự ảnh hưởng của cái tổn thương thành phế quản. Do đó thì mức độ biến động của cái chỉ số FVC1, FVC cũng như có mối tương quan với cái tổn thương trên các lớp vi tính, trên tứ phổi giãn phế nang. Và cái tổn thương bẫy khí là cái tổn thương mà được định nghĩa là cái tổn thương là tổn thương khí còn ở trong phổi và trong cái thì thở ra, và nó tăng tỷ trọng kém hơn so với nhu phổi bình thường trong cái thì thở ra. Đây là các chỉ số đánh giá nhằm mục đích ạ. Xin lỗi. Thì cái tổn thương bẫy khí, các cái thông số nhằm mục đích đánh giá tổn thương bẫy khí gồm có cái chỉ số là LAVE856, tức là cái tỷ lệ phần trăm vùng phổi có tỷ trọng nhỏ hơn âm 856 Hauffield, và được cái giá trị tỷ trọng này được các nghiên cứu trên thế giới được thống nhất là nhằm mục đích đánh giá định lượng cái tổn thương bẫy khí. Và ngoài ra có chỉ số thứ hai là cái chỉ số RVC860-950, là cái gọi là thay đổi thể tích tương đối giữa cái giá trị âm 860 Hauffield và âm 950 Hauffield. Và đây là cái giá trị tỷ trọng và nhằm mục đích định lượng tổn thương bẫy khí. Và khi nghiên cứu cái sự thay đổi của cái chỉ số định lượng tổn thương bẫy khí theo các mức độ Gold thì cũng nhận thấy là cái tổn thương bẫy khí này nó tăng lên theo cái mức độ nặng của phân độ Gold, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Đây là đánh giá tương quan của các chỉ số định lượng tổn thương bẫy khí là để tìm mối tương quan với chỉ số FFV1 và FFV1 trên FVC, thì có thể nhận thấy là có mối tương quan trung bình và giữa chỉ số LAVE856 với các chỉ số chức năng hấp với chỉ số tương quan lần lượt là âm 0,66 và âm 0,53. Như vậy có nhận thấy là khi mà chỉ số FFV1 và FFV1 trên FVC càng cao thì có nghĩa là tổn thương cái chỉ số LAVE856 này càng thấp. Và chỉ số LAVE856 có thể phản ánh một phần cái mức độ nặng của tổn thương phổi tổn thương của
bệnh nhân COPD. Và cái mối tương quan giữa chỉ số RAV 856 đến 950 nó có tương quan yếu hơn cái chỉ số RAV E856. Và khi so sánh với các nghiên cứu trên thế giới về khi nghiên cứu với chỉ số RAV 856 và cái chỉ số RVC 806 trên 950 thì có thể nhận thấy là có nghiên cứu chúng tôi có sự tương đồng với các nghiên cứu trên thế giới, như nghiên cứu của Schroeder 2013 với chỉ số R là 0.77084 và các nghiên cứu trên thế giới của Nhật Bản như là Matsuoka hay Nagatani. Kết luận là loại khí vệ thủng trung tâm tiểu thùy đơn thuần chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại, và đứng thứ hai là loại khí vệ thủng trung tâm tiểu thùy kết hợp với thể cảnh vách. Và khí vệ thủng thể trung tâm tiểu thùy xuất hiện ở tất cả các bệnh nhân ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và tổn thương phối hợp kèm theo là tổn thương hay gặp nhất là tổn thương tổ chức kẽ. Kết luận thứ hai là khi đánh giá liên quan thể tích khí vệ thủng với một chỉ số chức năng hấp thì cái tỷ lệ phần trăm khí vệ thủng trung bình của bệnh nhân trong đối tượng nghiên cứu là 28.53 + 8.4% và cao hơn ở thùy trên hai phổi. Tuy nhiên là sự khác biệt của các thùy thì không có ý nghĩa thống kê. Về phân loại kiểu hình thì kiểu hình E chiếm tỷ lệ cao nhất với chiếm tỷ lệ 72% và kiểu hình M chiếm tỷ lệ 28% và không có bệnh nhân nào kiếm kiểu hình A. Và tỷ lệ phần trăm khí vệ thủng tăng dần theo phân độ của gôn, và sự khác biệt của giữa các phân độ gôn là có ý nghĩa thống kê. Và tỷ lệ phần trăm khí vệ thủng có mối tương quan yếu với các chỉ số chức năng hấp như FEV1 hay FEV1 trên FVC. Tuy nhiên cái hệ số tương quan này cao hơn trong cái nhóm kiểu hình E là -0.54 và -0.4, và tuy nhiên là không có sự tương quan trong nhóm kiểu hình M, thì lý do đó là giải thích ở trên. Và cái chỉ số LAVE 856 và cái chỉ số là trung bình là 51.43 + 14.31% tương quan chặt chẽ với các chỉ số chức năng hấp như là chỉ số FEV1 % và tương quan trung bình với chỉ số FEV1 trên FVC. Và cái chỉ số RVC 860 đến 950 trung bình là -8.65 + 9.09% tương quan trung bình với chỉ số FEV1% và tương quan yếu với chỉ số FEV1 trên FVC%. Và chúng tôi cũng đưa ra cái khuyến nghị là nên thực hiện thêm nhiều nghiên cứu với các phần mềm mới được ứng dụng trong các lớp vi tính đa dãy nhằm mục đích với số lượng bệnh nhân nghiên cứu nhiều hơn, với mô hình nghiên cứu trong cộng đồng, đặc biệt là cái đối tượng có nguy cơ cao như đối tượng hút thuốc lá. Và đây là một số ví dụ về một số ca lâm sàng được xử lý tại bệnh viện Bạch Mai với phần mềm Panmo 3D trên hệ thống Siemens. Đây là một bệnh nhân nam 71 tuổi, hút thuốc lá 23 năm và chỉ số đo chức năng hô hấp là FEV1 33%, FEV1 trên FVC 59%. Trên các lớp vi tính, bệnh nhân này được xác định là nhóm kiểu hình E và cái thể tích khí vệ thủng được xác định là 33.6%. Và đây là những hình ảnh tái tạo ASEAN Corona, và đây là hình ảnh trên được xử lý trên phần mềm Panmo 3D và phần mềm giúp định vị những cái vùng tổn thương khí vệ thủng là những vùng màu xanh. Và cái đây là cái bảng kết quả cuối cùng mà cái phần mềm đưa ra. Đây là một ca lâm sàng thứ hai tương tự, bệnh nhân nữ 74 tuổi, hút thuốc lá 33 năm. Chỉ số đo nhóm hô hấp là FEV1 40%, FEV1 trên FVC 67%. Và trên các lớp vi tính, bệnh nhân này cũng thuộc nhóm kiểu hình E và thể tích khí thông được đo là 30.6%. Tôi xin cảm ơn. Tôi xin nói thêm là về phần mềm Panmo 3D của hệ thống này thì chúng tôi đang triển khai nghiên cứu thêm về một số ứng dụng của nó để đánh giá cái tổn thương thay phế quản bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bước đầu thì chúng tôi chỉ tính nghiên cứu về cái tổn thương của cái khí vệ thủng và tiếp theo sẽ tiến hành nghiên cứu thêm về cái tổn thương khác của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, như là tổn thương phế quản, tổn thương mạch máu và các cái tổn thương khác ở bệnh nhân. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Cảnh đã trình bày cái nghiên cứu về cái CT định lượng. Thực ra chúng CT chúng ta đã